Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh bonsai tự nhiên của mình. Là mình đây các bạn ơi. Trên tay mình đang là một cây hai châu các bạn. Giờ vô giai nước hai này. Nếu mà các bạn nào mà có theo dõi của kênh của mình thì sẽ biết cái cây này nha. Cây này mình làm tầm 4 tháng rưỡi 5 tháng trước các bạn. Nay mình sẽ vào giai nước hai nha các bạn. Đây, cây giai nước hai nha. Giờ thì nó lên tùm hết rồi nè anh em. Mình cũng chưa có uống lại lần nào luôn. Mình vào dây một lần rồi mình sẽ bỏ ha, để cho nó bung tay cành cho nó lớn nha. Đó, mình chỉ lấy cái cốt thôi. Bây giờ mình sẽ vừa tháo dây và vào dây lại nha, và mình sẽ rút lại bớt và bỏ tay cành ra nha. Giờ nó cái độ nó lớn nó cũng bự rồi, cái cây giờ nó rút lại cho nó nhìn cái cây cho nó đẹp nha các bạn. Đây, giờ mình làm từ thấp lên cao nha. Cái nhánh thấp ấy, cái này thì nó thẳng vô trụ điện luôn các bạn, mà được cái bộ đớ ở dưới là nó bự á, nó nguyên một cái bờ luôn. Mình trồng đôn lên này, dính lại nhau nha, cốt bự lắm các bạn. Thân thì nó lên nó chia làm ba nên là nó hơi nhái thôi, chứ còn cái cốt bự ở dưới là nó quýnh một cục luôn các bạn, bộ đớ nó nguyên luôn cái chậu luôn. Mà cái này lúc trước là mình có quay làm dây nước một cho anh em coi rồi, giờ thì nó cũng 1 năm rưỡi rồi các bạn ơi. Cái này 1 năm rưỡi rồi, sau mà khi mà mình làm dây nước một thì giờ là cũng gần 5 tháng rồi, là mình sẽ làm dây nước hai này. Nói chung thì mình cũng đánh rối là mình làm thôi, cái tay cành nó cũng lớn rồi, gần như là mình chỉ bấm đột cho nó bung thôi anh em ơi, mình không có vào dây luôn. Thấy cành bự thì mình bấm cho nó bung cho nó xum ra đó, mà sau này mình làm lại dây nước hai á, nhìn cái cây cho nó đẹp nha. Chứ mình cũng không có tác động gì nhiều, chỉ là mình uống một cái cốt đầu tiên xong rồi là mình đỡ nha. Hai châu rụ điện các bạn, đây mình chứng cho các bạn luôn, hai châu rụ điện cũng đẹp chứ không phải không đẹp đâu các bạn ơi. Chủ yếu là mình làm cái cây đó bao lâu thì thôi ha. 1 năm 2 năm thì có thể nó chưa đẹp, chứ mà 2 3 năm trở lên nữa thì bảo đảm là nó đẹp nha anh em. Cái này thì hơn 1 năm rưỡi rồi nè, dây nước hai này. Bây giờ mình sẽ ra ra cái dây nước hai cho các bạn coi thử cái cây này nó có đỡ hơn chưa nha. Theo mình thì bây giờ nó dài là chơi tạm được rồi nè anh em ơi. À, chứ còn mà thêm 1 năm nữa thì nhìn cái cây cái dàn tay nó sẽ mịn luôn, nó xét xáo nha. Mình sẽ rút lại bớt và mình sẽ lọc chi và mình bỏ bớt một số chi nha, rồi cái cây nhìn nó thoáng ra bớt nha anh em. Tại bây giờ cái tay cành nó bự rồi, nó lớn rồi nên là mình sẽ làm cái cây nó thoáng ra bớt một chút nha, vì những cái dâm cành bây giờ là nó bung ra nhiều rồi, là mình sẽ đi đêm ngang á, nên là mình sẽ lọc bớt những cái chi cành không cần thiết nữa, mình sẽ bỏ đi. Cái này nó cũng đang có trái các bạn, mà bữa giờ chỗ mình dính mưa bị ảnh hưởng bão á, nên là một phần này nó rụng nhá, tí nữa mình quay trái cho nó có coi nha anh em. Dòng này hãy cho bình định nha anh em ơi, lá thì nó cây núi chứ không phải là cây biển ha, nhưng mà lá nó cũng đẹp anh em ơi. Cái này do mình vừa ra dây rồi mình vừa làm lại á, nên là nó hơi lâu anh em ơi. Tại dây thì nó bị ăn vào rồi á, nên là mình phải phải ra dây nha, để cho cái nhánh đó nó phát triển ấy. Ra dây mình quấn ngược lại cho nó bung lành những cái vết thương mà nó bị ăn dây đó anh em, cho nó bung phát triển mạnh lại nha. Tay cành lá nhiều nó già luôn nè. Cái này giờ mình vào dây này, xong mình đỡ mình vô phân, bảo đảm là nó sẽ ra bung bông tiếp tục nha anh em. Cái dòng hai châu dạ. Bây giờ nó mà nó còn nắng, còn nắng là nó còn bung bông nha. Nếu mà vô mưa thì thôi, không bung bông nữa, nó chỉ đi tuột thôi ha. Mình vừa ra dây rồi mình vào lại luôn nha anh em, nên là anh em nhìn cái coi nó hơi rối một tí, thông cảm ha. Tí nữa làm xong rồi anh em coi lại nha. Chủ yếu là mình ra dây để mình vào lại cho nó khỏi bị ăn dây á anh em. Tại cái coi này mình đỡ lâu mà nó ăn dây á, nếu mà mình không 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 ra dây là mình
mình cứ đỡ dậy mình làm tay cành thêm á, thì khi đó một năm mình mới gỡ cái dai ra thì cái nó ăn sâu lắm anh em ơi, không thở được nha. Nên bắt buộc mình phải ra dai này rồi mình mới vào lại, rồi 5 6 tháng sau á là mình mới vào dai tiếp tục nước ba nha. Nói chung cái cây này chỉ cần làm 3 lần thôi, không cần nhiều đâu. Còn khi mà cái tay cành nó bung nó lớn á, anh em chịu khó bấm đọt đây cho nó bung cái nhánh nó dâm ra dâm ngang á, cho nó đẹp nha. Lọc chi cho nó có chung là nó đầy đủ ánh nắng là nó bung nó mạnh nè anh em ơi. Mình cũng đã ra dây hết rồi, giờ còn cái đỉnh thôi. Gần như là mình lọc lại và mình giảm đi tay cành hết. Đó, các bạn thấy giờ nhìn cái cây nó thoáng chưa? Đầu tiên nó tùm vậy chứ mà khi mà mình lọc lại mình vào tay vào dây lại nhìn cái cây nó thoáng mà nó ra cái hình dạng nó lết lượng rất là đẹp luôn anh em. Chỉ có thân chính là nó đơ thôi. Nhưng mà không thành vấn đề anh em ơi. Khi mà anh em vào dây nước 3, nước 4 rồi á, là cái tàng nó mịn, nó lên xương cá rồi á, nó phủ lại cái thân đi, là nó giảm bớt cái này, nhìn cái cây nó rất là khéo luôn. Chủ yếu là mình đỡ trống dưới lại cái phần bờ đớt, và tay cành nó phủ tàng cái mịn rồi, thì anh em cho cái cây này rất là đẹp luôn, ok luôn nha. Bông trái là khỏi chơi luôn ha. Hãy trâu thì đa phần mình chơi bông trái mà anh em, bờ đớt là cũng một phần thôi. Cây bợ đớ đẹp thì nó giá trị nó cao hơn hả. Nói chung là không có cây xấu đâu anh em ơi, chủ yếu là anh em có chịu làm hay không thôi. Mình đã rút lại rồi, đầu tiên thì mình thả nó ra, thả rừng á, mình với lại mình làm mấy cái tay cành nó xa này, nó nhiều này, nên là mình đã rút lại bớt. Và những cái phần mà dâm cành nó bung ra này, giờ mình tiếp tục mình làm dây đợt 2 ấy, nên là nó nhìn giờ cái cây nó ra kín mà nó tay cành nó bự mà nó khéo luôn. Đó là mình đỡ mình làm một cái cây hay trâu nó nhanh nha. Đó là cái kinh nghiệm của mình chỉ làm cái cây này chỉ 2 3 lần thôi, không có vào dây thường xuyên đâu. Mình chỉ vào dây 1 lần và mình thả rừng nó, sau nó 5 6 tháng mình mới vào lại tiếp tục. Còn những cái cành mà châm cành mà nó lên cao á, thì anh em chịu khó bấm nha, bấm cho nó bung tuột, cho nó bung tay cành ra, sau này mình vào dây tiếp tục á, là nhìn cái cây nó đẹp nha anh em. Đây này, đó, cây này gần như là xong rồi đó. Bây giờ là mình chơi tạm được rồi này, cây 1 năm rưỡi nha. Nói chung là dòng hải châu thì tay cành nó hơi lâu phát triển, nó không phải như cây lộc vừng. Nhưng mà anh em biết cách làm á, thì những cái cây nó cũng nhanh lắm anh em ơi, không có khó đâu, không có lâu đâu. Mình thì biết cái gì là mình chia sẻ hết. Còn anh em mà cứ mua phôi cây thẳng của mình á, ví dụ tuy là bây giờ nó không có đẹp đâu nhưng mà nó giá rẻ thì anh em sau này anh em á, đây nè cái bông trái nó nè, đó nó còn trái nó này, sau này anh em á chơi á nó rẻ, nhưng mà anh em chơi 2 3 năm á, khi mình đã tập chơi thì mình mua mấy cây giá rẻ gì mình chơi, chứ mà mua cái cây phôi này đắt tiền á, nó chết một cái là nhìn tiếc lắm mình em ơi, bỏ tiền ra học phí rất là cao luôn. Còn khi nào mà mình trồng cái phôi của mình ở 1 2 năm đây này, còn trái luôn, khi mà mình trồng cái phôi 1 2 năm á, mà nó ok rồi, nó kinh nghiệm mình nắm rõ hết rồi á, mình biết cái hiểu được cái cây rồi á, thì mình sẽ mua những cái cây đắt tiền thì mình chơi nha. Mình không khuyến khích là anh em, tùy hứng của mọi người thôi, có điều kiện thì mình chơi cây đắt tiền, còn không thì mình cứ cây thẳng mình chơi cũng được. Cây thẳng thì từ từ nó cũng đẹp thôi, chứ không có cần gì phải anh em phải ái đâu anh em. Thẳng cũng có kiểu mình làm theo cái cây thẳng nha anh em, không có riêng gì mà cứ cây thẳng là xấu đâu, chủ yếu là mình có kiên trì mình làm hay không thôi. Chứ sau này cái cây nó rút nó nhìn cái cây nó đẹp ok hết anh em ơi. Đó, xong rồi đó anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh em thời gian qua để theo dõi kênh của mình nha, nhớ like subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Còn anh em nào giao lưu thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại mình là 0399300019 nha. Chỗ nào anh em không bị dịch, không bị chỉ thị 16 thì mình sẽ giao lưu được nha. Còn anh em nào gần nhà thì cứ tới vườn mình coi ha. Hải châu thì rất là nhiều luôn. Coi cứ bán thành phẩm với lại coi thành phẩm rất là nhiều nha. Nay dịch giả nên là anh em cứ khuyến khích là cứ tới nhà ha, cho nó an toàn nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại anh em những clip sau nha. Mình sẽ ra nhiều video hơn để mà giao lưu với anh em nhiều hơn.